Tới rồi. Em chào anh chị. Chị trời ơi, em chào chị, em chào anh. Hôm nay được mình đi mời đi cà phê với anh chị. Và bây giờ mình tìm chỗ nào lãng mạn để mình nghe chuyện tình đi ha. Ngân Quỳnh, tên thật là Hồ Hồng Hạnh, sinh năm 1966. Hẳn khán giả đã quen với hình ảnh của chị trên màn ảnh nhỏ qua các phim truyền hình dài tập. Nhưng từ thuở 13-14, chị đã là nghệ sĩ hát cải lương lưu diện khắp miền Tổ quốc. Vào những năm đầu thập niên 90, khi sân khấu cải lương không còn được nhiều người chờ đón, thì chị chuyển sang làm ca sĩ hát nhạc nhẹ tại các phòng trà một thời gian dài. Trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng, chị vô cùng hạnh phúc với người bạn đời đã gắn bó hơn 30 năm nay. Về cái câu chuyện là làm cách nào để hai anh chị quen nhau á, chắc là cũng đã được kể nhiều lần rồi. Nhưng mà bây giờ trong chương trình của mình thì các khán giả cũng như là có một số nghệ sĩ đang ngồi ở trường quay muốn nghe lại từ cả anh và chị kể luôn ạ. Bởi người ta nói là duyên nợ là vậy đó. Vì chị ở Sài Gòn thì cái người Sài Gòn làm sao mà quen với một người ở Huế mà cách nhau 1000+ cây số. Là ngày xưa chị là đi đoàn cải lương thì ở ngoài Huế á, cái đoàn cải lương ngoài kia luôn luôn là mỗi một năm là vào hợp đồng những diễn viên Sài Gòn ra biểu diễn, thì hợp đồng ngay chị, thì chị ra thì vừa lúc anh cũng là chỉ huy đêm diễn của đoàn Sông Hương lúc đó. Anh là cái người bổn phận coi như là đứng nhắc nhở diễn viên. Lúc đó anh đi đâu ta? Đi đâu á? Không có nơi đoàn, sau chiều mới tới. Tới kia nói ngay có diễn viên Sài Gòn ra đó, vô để coi gặp mặt sao. Thấy ủa, nhỏ này sao nó đen dữ trời. Ủa, đào hát mà người ta trắng để nó sao đen vậy? Mà nhìn được, nhìn có duyên. Thì lúc đó thì thực tế nó cũng chưa để ý đâu đâu. Mình nghĩ rằng là người ta ra hợp đồng, người ta làm thời gian, người ta về chứ đâu có mà... Thực sự ra thì anh cũng chưa phải là tái tỉnh gì đâu. Nó đang diễn á, thì đứng coi để lần sau thế mà. Rồi nói chuyện, nói trên trời với đất. Mà nhưng mà ghiền nói về gặp cái nói chuyện hợp nữa. Hai người quen nhau một cái bất ngờ, nó tới hồi nào á, cứ lần thành để ý. Đúng rồi, tình cảm đó hồi nào chị cũng hay. Đứa em của ảnh hay lên đoàn chơi, nó hay ngồi trong lòng của ảnh. Rồi thấy anh chăm sóc đứa em, chị mới hiểu ra, chị mới hỏi hoàn cảnh là anh là người một, anh là mồ côi, cha mất từ khi anh còn nhỏ. Từ chỗ đó tự nhiên mình cảm thấy là mình tò mò về cái hoàn cảnh của anh. Lúc đó chị là con gái thiệt, nhưng mà bản tính chị như con trai vậy đó. Đàn ông mà theo đuổi chị mà nói chung là cưa cẩm mà dùng những lời ngôn tình đối với chị là chắc không có vô lỗ tai chị được. Ngày xưa chị rất thích đàn ông là có cái mái tóc dài rồi cũng có râu râu rồi cũng dạng giống như Tây Tây. Thì anh có một trong những nét mà chị thích. Trong đoàn là có một cái đội bóng đá hay lắm. Đó thì lấy đâu là hay vô luôn. Anh nói đá hay em nhớ đâu. Phải đá hay lắm. Đá hay, đoàn đá hay. Mình đoàn đá dán, hay anh chị tàu dán thôi. Tàu dán mình cũng ra chạy được khởi động rồi cũng đá. Chị có nhớ một hai lần chị coi ảnh thì ảnh cứ bị việt vị hoài. Đứng sẵn chờ banh xuống là sút vô. Chị thấy lúc nào là chị bắt đầu kiểu như có một chút tương tư á. Chị có lúc đó không? À như thế này nè. Thời bây giờ là đâu có nhắn tin đâu em, viết thơ. Ai viết chứ? À bên đây tỏ, vậy là bên đây tỏ tình trước. Chị không, bị cảm. Viết dặn dò thôi, viết kiểu dặn dò thôi. Không, anh tỏ tình, anh nói yêu em luôn mà. Lòi. Đó, thì trong cái lá thơ đó, tại là bữa đó chị bị cảm nhức đầu á. Chị còn nhớ là anh kẹp cái lá thơ dưới cái hộp dầu của lạ, anh đưa cho chị. Thì người ta cũng để ý mình. Thì để ý qua để ý lại là biết đã thích nhau rồi, nhưng mà khi anh viết nhận thư rồi, anh yêu mình, tự nhiên mình cảm thấy là rất là hạnh phúc. Cái lúc yêu nhau thì không có nghĩ rằng là khó khăn đâu, nhưng mà đến khi bắt đầu vô sâu xong rồi thì nó có nhiều chuyện lắm. Chuẩn bị hết hợp đồng thì chị mới viết cho anh một lá thơ. Đó, câu chuyện đó là chị viết cho anh một lá thơ là chị rất là yêu anh, nhưng mà vì lý do mình phải chia tay là vì em còn phải về Sài Gòn, em tiếp tục cái công việc của mình, tương lai được, còn tương lai nữa. Cho nên nếu phải duyên thì anh chờ em đi. Trời. Phải duyên thì chờ chúng mình sẽ gặp nhau. Anh có buồn không? Buồn chứ. Nhưng mà con cái là một cái đột ngột nữa. Thì trong cái hôm đó luôn, tối đó sáng mai lại á, thì anh về trong đoàn thì anh thường thường mọi người gặp mặt nhau đi uống cà phê rồi mà. Sáng lại thấy cái phò, cái chỗ mà cái chỗ ở của hai mươi con đâu rồi. Ôi ghê. Ủa, đâu rồi? Như phim vậy.
rồi khoảng mấy tháng sau á, tự nhiên có một cái thư ở Quảng Ngãi gửi ra nơi Đoàn á, có một cái chị đó diễn viên gửi ra nơi Đoàn á, đang đi với Ngân Quỳnh trong này. Trời, anh với người nó mới nói anh một cái là anh xin Đoàn liền ra đón xe đi liền, mà không biết cái điểm diễn đâu, không biết ở Quảng Ngãi diễn cho đâu. Xe buýt mà có cái bình than mà nóng mà đốt bằng than, xăng chạy bằng than, thời xe buýt mà chạy mấy trăm cây số một cái bình than nóng lắm. Ngồi từ đó vô Quảng Ngãi là mấy trăm cây số mà hồi hộp lắm. Giờ mà biết diễn đâu đây, nhưng mà đúng là thiệt mà ngộ cứ đi ra đi thôi, chạy tới Sở Văn Hóa hỏi, đến khi mà tìm ra được cái bản của cái Đoàn diễn cái chỗ đó rồi đứng sững sờ, biết có thực thiệt không. Ngày xưa chị thấy em nghe không có điện thoại, không có cái gì ghê lắm, đi bằng hỏi miệng không, đi bằng niềm tin. Mà thậm chí anh vô đứng ở trước Đoàn rồi mà anh biết phải không ta, sau suy nghĩ dập rồi đi vô cái tới vô, bà này bà đang ngồi trong cái hội trường mà ngồi, cái bà thấy anh đi vô cái bà sảng hồn luôn. Trời ơi, bà sảng hồn mà hai vợ chồng khóc tao. Trời ơi, khóc đùng lu la vậy đó. Cũng đục đi được, ra xe đi liền, đi ra Huế lại liền. Rồi bắt đầu mới xin Đoàn, đúng là Đoàn tập thể nó kỹ lắm, mình mới xin là bây giờ cho tổ chức một cái tiệc nhà, rồi mình mời xóm diện rồi mấy người ở xung quanh bạn thân rồi nữa. Chị Quỳnh cũng bị một áp lực một thời gian là ở trong Đoàn người ta nhìn mình với cặp mắt gọi là người ta không thích mình cho lắm, là vì một người con gái mà dám bỏ gia đình với ra thời sống điểm đó. Đúng rồi, người ta đánh giá là đây là một cái người con không có hiếu, dám bỏ mẹ mình trốn theo trai. Khi mà chị bắt gặp được những cặp mắt người ta nhìn mình và những lời người ta nói với mình, có nghĩa là người ta không thích mình như vậy, thì lập tức là mình lúc đó mình còn nhỏ mà mình sống với dư luận nhiều hơn, thì về thì hai vợ chồng có những cái lời cắn đắng với nhau. Cuối cùng bà này bà chịu không nổi, bà nói thôi anh ơi, bà lấy cái cớ thôi anh ơi, giờ anh nhớ Sài Gòn, nhớ mẹ quá, cho em về đi. Rồi ok, chị chia tay đó luôn. Trong cái đầu mình là lúc đó mình muốn cho vợ mình nó yên cái đầu, biết không, để nó xuống trong Đoàn rồi ấy quá. Thì đưa ra xe xong rồi cái tự nhiên xe đi xong rồi ủa xong một lần nữa trời ơi, cái gì qua một cái điểm sau rồi khoảng 10 ngày 15 ngày sau có đúng 20 ngày á, quyết định rồi xin đi phép tìm Đoàn nữa. đi tìm nữa vô Sài Gòn rồi, mà cũng may là kịp thời một tháng sau anh vô Sài Gòn liền. Từ khi hai đứa mới yêu nhau thì mọi thứ đều cảm thấy là trước mắt mình nó đẹp lắm, nhưng sau khi bước vô cuộc sống vợ chồng rồi á, nó có nhiều cái để cho hai người dễ bị xa nhau lắm. Là vì trước tiên là về kinh tế, có một khoảng thời gian rồi khi chị mang bầu là chị bỏ tiền ra chị làm một cái Đoàn tư nhân riêng. Ngày xưa nha, mỗi một khi là đúng 6 giờ trời vừa sụp tối lại, biết khi mình diễn ở mấy cái điểm mà nông thôn á, từ ngoài miền Trung ra tới Bắc luôn á, 6 giờ vừa sụp tối là dân người ta háo hức, người ta đi xem cải lương rồi. Nhưng cái thời điểm lúc chị sanh con, lúc con chị 2 tuổi là thời kỳ lúc đó là TV có đầy rồi. Có nghĩa dân người lúc đó người ta xem thì người ta thích quá, người ta chỉ xem TV thôi, người ta không còn xem cải lương nữa. Em tưởng tượng lúc đó chị đi chợ đó mà chị thèm ăn một cái tô bún mắm nêm, em biết không? Tô bún mắm nêm, nhưng mà mình cầm 2.000, lúc đó 2.000 trong tay là cái hũ sữa chua lúc Vinamilk mới ra đó. Là chị nói chứ muốn ăn cái tô bún đó, nhưng mà mình nghĩ mình ăn hết 2.000 này rồi thì mình sẽ không có mua cái hũ sữa chua cho con mình ăn được. Chị nói thôi, mình nhịn để cho con mình ăn. Thì đó là cái thời điểm khủng hoảng nhất. Thì lúc đó chị buồn, em biết chị về ngay cái nhà mình ngay Huế, không biết làm nghề gì nữa. Vợ chồng 6 năm, cứ 1 năm rồi gặp nhau khoảng 4 lần 5 lần đi lưu diễn, anh ở nhà. Cái lâu mấy tháng kia biết cái chỗ đó diễn, cái đi ra thăm xong về, bắt đầu có nhóc rồi, bắt đầu ở gần nhau rồi, khổ mới ở gần nhau đó. Lần nào hai đứa sắp để ở chung là cái như là làm không có tiền. Tiền mà tách xa ra thì lại làm tiền, có tiền. Làm tiền nhiều lắm. Mãi cho tới bây giờ cũng vậy. Khi mà anh đi một cái Đoàn phim riêng, chị đi một cái Đoàn riêng, chạy chị cực luôn. Khổ thiệt, chị chạy một mình cho rất là cực, nhưng mà chị làm có tiền thì bị ốm nhom, ốm nhách. Tết về sụt 4kg. Còn chị đi xe ráp chở đi, mình cảm thấy tủi thân. Tự nhiên thấy đi mình buồn. Đó.
Thành ra chung luôn luôn lúc này chị nghĩ thôi kệ, ít tiền chút xíu cũng được. Mấy nhân hụt trách anh đó. Có chồng có vợ đi cái bên nó vui. Có một lần mà đứa em nó gọi điện thoại mà anh quýnh luôn, anh bỏ đoạn luôn. Đang làm chủ nhiệm mình nói bỏ đứa nào quay đi. Là bà chờ xe buổi sáng, xe ráp tới chở mà nó đi tới tìm đường không ra. Cái trẻ tới sợ đoàn bị ấy khóc, đứng ngồi trong nhà khóc vậy đó. Con em nó gọi điện thoại một cái là rồi giọt. Chị nghĩ là anh nếu không có chị, anh sẽ làm được nhiều, nhiều hơn. Nhưng mà vì này là muốn giữ cái người đàn bà, người phụ nữ bên mình, thành anh phải chấp nhận đứng sau lưng chị thôi. Và chính nhờ anh chấp nhận như vậy mà chị mới có điều kiện đúng bay, rồi. Bay hơn nữa. Đúng rồi. Đất ơi, trời ơi, muốn xỉu luôn á, muốn xỉu. Rồi chưa bỏ cái bình qua đây luôn. Chạnh lòng cái là lúc có nhiều người sợ hồi không biết hổ kinh không, họ nhìn nhìn mình không biết hổ có nói ủa này sao nó không làm gì hết mà đi. Lúc đó có hơi hơi mất cỡ, nhiều khi tới đám đông là em bỏ đi, lái xe đi chỗ khác. Mình sống nhau cũng mấy chục năm rồi nhưng mà thấy anh vẫn còn có cái gì đó, vẫn còn mặc cảm. Cũng nhờ một cái chương trình gần đây, chương trình game show gần đây, thì có những cái những lúc mà talk show đó, người ta hỏi về gia đình, chị bộc bạch những cái tâm sự của chị, những cái thật của chị, và cũng trình bày ra hoàn cảnh là anh vì chị, lo lắng cho chị. Anh xem được cái talk show đó, trong lòng anh cởi mở. Anh nghĩ đó giống như một cái nút thắt được gỡ, giống như là anh đã hiểu được chị. Và mọi tự người tin tới đám đông hơn. Mọi người hiểu được ảnh. Thực sự ra buồn thì không buồn, tại vì mình đã chấp nhận khi một người vợ mình đã hy sinh mình từ lúc trẻ luôn, đã đi theo mình rồi, bỏ hết tất cả rồi đó. Nhưng mà mình thì muốn chứng tỏ, và là mình muốn rằng là mình người đàn ông mà phải có một cái gì đó về tài chánh, gọi là về tài chánh phải có cái đóng góp, phải có một cái gì trong đó. Nhưng mà mỗi lần muốn nhúng tay vào làm một cái việc gì đó thì suy nghĩ lại nữa, giờ trời, con hai đứa đi học, học thêm, về nhà, sáng đưa tới đoàn phim, tối chở vợ đi hát. Vậy hôm nay em xin đặt cái câu hỏi là không biết tới cái thời điểm này anh có cái điểm nào chưa hài lòng về chị hay không? Cái lặt vặt thôi, ví dụ anh hay nói mà chọc hoài à, mẹ con giống nhau, đi đâu giục đồ này. Chị hay hậu đậu lắm. Hậu đậu là... Từ nhỏ lớn giờ là cái tính em, cái đó là cái nhược điểm của chị. Có nghĩa là anh biết cái tính, nhưng mà mình chấp nhận cái tính đó. Mình chăm sóc được, mình ấy được mà. Cái gì chị chưa hài lòng với anh? Chị không vừa lòng cái anh là cái gì anh cũng chậm. Chậm vậy. Sau bao nhiêu năm mà chị có thấy anh thay đổi nhiều cái những cái mà chị không hài lòng? Cũng vậy. Y nguyên. Cũng chậm lục y nguyên vậy đó. Nhưng mà vậy thôi. Nhưng mà chị thấy cái đó là cái bản tính của anh rồi. Anh có nhiều cái chị không vừa lòng đó. Tức lắm. Cái ông này sao kỳ, bực mình. Nhưng sau vài phút là hết. Đó là tính của anh. Hôm nay nói chuyện, được nói chuyện với anh chị, em coi như học được rất là nhiều thứ rồi đó. Coi như là rất nhiều những cái để nằm lòng, để sau này em rút kinh nghiệm cho bản thân. Bây giờ em có một cái mong muốn, không biết là muốn mời anh chị quay lại cái chỗ kỷ niệm của anh chị ở cái đoạn đường Nguyễn Trãi với Lê Lai đó, để mình nhìn lại cái chỗ đó, mình ôm lại miếng kỷ niệm. Đúng rồi, mình sẽ hồi tưởng phải không? Được không ạ? Hồi tưởng lại 32 năm. Màu ghê. Quán cà phê này, quán cà phê này nè. Chuyển qua đây hả? Sang trọng hơn. Ngày xưa chị làm cái quán bình thường nho nhỏ. Ủa mà nhà chị ở đâu mà anh chị đi ra đây là gần hay sao? Đấy, đấy ơi, nhà thờ. Đối diện nhà thờ. Đối diện nhà thờ có cái quán cơm tấm Thuận Tiều. Là nhà bà ngoại chị đó. Đấy đây. Anh chị dắt tay nhau ra đây. Dắt ra đi bộ ra đây nói chuyện. Đây nè, cái quán cà phê kỷ niệm ngày xưa. Mà bây giờ là thay đổi rất là nhiều. Ngày xưa quá nhiều mà bây giờ đã được nâng cấp lên. Chị còn nhớ ngày xưa là nhỏ ha, mình ngồi tuốt ở trong. Rồi em biết xong hai anh chị khóc lóc, coi như khóc. Vô cái nhìn mặt nhau là khóc hay là nói chuyện thì xíu mới khóc? Vô là khóc liền đó. Khóc mà cả chị cả anh đều khóc, coi như là trong quán người nào cũng nhìn tưởng là chuyện gì xảy ra, tưởng là người ta chắc nghĩ là yêu nhau rồi cãi cọ này thôi, như đâu có biết là hai đứa xa nhau thời gian dài mới gặp lại. Mà lúc đó là tâm trạng chị sao? Căng. Rất là căng đăng hả? Rồi chị mặc bộ đồ gì chị nhớ? Lúc đó chị mặc bộ đồ bộ. Vậy luôn? Mặc bộ đồ bộ bông. Hẹn với con trai mà lạ ha. Gì vậy? Trời bất ngờ vậy.
kỷ niệm à, kỷ niệm hả? 30 năm rồi á. Trời ơi, có lá thư đi nữa. Để coi cơm cái gì đây. Hôm nay tình yêu trở lại nơi, hôm nay trở lại hai đứa gặp nhau cách đây 30 năm. À, quán vẫn còn đó, đường không đổi tên. Em yêu, để kỷ niệm 30 năm chúng ta trở lại nơi xưa, anh tặng em bó hoa hồng này để tỏ lòng anh vẫn còn yêu em mãi như 30 năm về trước. Ông xã của em. Em thương quá hả? Năm ngoái anh có đi làm thì anh có tiền. Thì anh mới nói bây giờ em thích cái gì, anh sẽ tặng cho em một cái, giờ ra mua cái đồng hồ tặng nha, hay là sao, hay là cái gì? Biết anh sẽ làm thật. Chị nói à, vậy là đủ. Cái lời nói anh là chị đủ rồi đó. Anh hiểu trong đó. Mà thật sự anh cũng dối lòng, anh nói thật. Thì coi như có nghĩa là hai chồng anh đã nó hiểu nhau từng câu nói, từng cái động tác kêu nhau rồi. Đôi lúc anh cũng suy nghĩ cũng bị hơi thừa, là anh nói thôi tặng hoa tặng đồ nhưng vợ mình thôi khỏi đi. Nhưng mà cái đó hình như sai. Nói hơi dễ bị phê phán quá. 30 năm rồi mà nó ở hạnh phúc mà chưa có tặng lần nào tặng hoa. Thật sự đó mất cỡ chứ không có gì hết á. Cái người trong anh nó hay giấu kín. Anh có nghĩ là mình cũng sẽ tặng hoa cho vợ không? Anh cũng có dự tính cũng có một cái dịp nào đó để kỷ niệm lại thì anh cũng sẽ tặng cho bà một bó hoa. Mà cái bó hoa này anh nghĩ rằng là giờ anh sẽ bất ngờ vô cùng luôn. Tại vì lần đầu tiên nhiều khi một cành hoa thôi mà nó cũng tác động mạnh lắm đến một cái vấn đề cho những người phụ nữ, người thương của mình.